Thưa quý vị, quý 3 hàng năm được xem là thời điểm thị trường bất động sản có dấu hiệu giảm nhiệt, giao dịch chậm. Tại Cần Thơ, lượng giao dịch bất động sản cũng được nhiều đơn vị kinh doanh môi giới ghi nhận có sự trầm lắng hơn so với hai quý đầu năm. Có những nguyên nhân dẫn đến sự trầm lắng này, trong đó có thể kể đến việc nhiều ngân hàng không còn rơm tín dụng trong dây bất động sản. Cùng với đó là bước vào mùa mưa nên số lượng giao dịch tuy có nhưng vẫn khá khiêm tốn. Dự báo từ cuối quý 3, thị trường bất động sản có khả năng tăng trưởng trở lại. Một mặt là do các nhà đầu tư có sẵn nguồn tiền hoặc đã bán được sản phẩm và chốt lời từ trước, có xu hướng thăm dò tìm kiếm sản phẩm mới ngay trong tháng ngầu. Mặt khác là do các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, cấp thành phố và cấp dùng đồng bằng sông Cửu Long đang được triển khai quyết liệt để sớm đưa vào vận hành khai thác.